Chào các bạn, chúc các bạn có một buổi sáng thật là an lành nha các bạn. Chào các bạn, lời đầu tiên mình xin kính chúc các bạn một ngày mới thật là bình yên, thật là dồi dào sức khỏe nha các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn cái món ăn sáng của cháu mình. Bà ngoại sáng tạo làm đủ mọi thứ để mà dụ bé. Thì đây có hai cái bánh tráng là các bạn, hai cái xúc xích và hai cái trứng gà nhỏ nhỏ, ít cọng rau. Bây giờ chúng ta bắt đầu làm nha các bạn. Xắt xúc xích ra, đập trứng ra, xắt nhuyễn rau. Trước hết mình xắt nhuyễn rau ra nha các bạn. Cái này hành và ngò cho nó ăn nó có chất rau, với lại mình tạo màu xanh cho cái bánh cho nó đẹp. Xúc xích mình để sau. Đây là trứng gà nó rất là nhỏ nha các bạn. Hôm qua mình có nghiên cứu trứng gà thì trứng gà ăn nó có nhiều chất, có lợi cho sức khỏe. Trứng vịt thì ăn nó ngon miệng nhưng mà nó không có lợi bằng trứng gà, nó có những cái chất khác mà trứng trứng vịt nó không có đó. Rồi mình bỏ vô đây một miếng bột ngọt nè, bột nêm. Nhà mình thì thích ăn bột nêm nấm nha các bạn, mình không thích ăn bột nêm gà, một chút xíu thôi. Hai cái trứng rồi mình đánh nó lên, mình đem mình chiên nó trước nha các bạn. Cái chảo lên rồi đó, mình bỏ vô một chút xíu dầu nha các bạn, ít thôi. Rang cái chảo qua, mình chiên cái phần trứng này. Mình cảm thấy hơi nhiều dầu đó các bạn, đổ vào. Chiên trứng nha. Bạn tráng cái trứng rau cho nó tròn nha các bạn. Mình để lửa nhỏ chứ mình không có để lửa lớn. Bây giờ mình xắt cái này vô để cho nó đẹp. Cháu mình nó thích ăn xúc xích lắm các bạn ơi. Bây giờ trứng nó chín rồi các bạn, để nó lên cái bánh tráng này nha các bạn. Rồi chúng ta tiếp tục, chúng ta làm tiếp nha. Nó chín đây nè các bạn. Bây giờ chúng ta cho nó ra đây. Canh cho nó ngay nha các bạn. Ta để lên cái bánh tráng. Để lên bánh tráng như thế này nè. Rồi chúng ta làm tiếp nha. Chúng ta bắt cái chảo này lên nè. Chúng ta bỏ dầu vô. Chúng ta bỏ dầu vô nhiều nhiều một chút. Chiên lại nha các bạn, chiên sơ lại. Dầu nó sôi rồi nè các bạn,
dầu nóng rồi chúng ta thọc cái bánh tráng vô nha. Chưa đâu các bạn, chưa nóng lắm. Chúng ta để dầu cho thật nóng rồi chúng ta bỏ bánh tráng vô. Dầu nó chưa được nóng lắm mà bỏ bánh tráng vô nó không có phồng nha các bạn. Rồi, được rồi. Chúng ta để nó xuống. Bớt lửa nha các bạn, bớt lửa. Ta bớt lửa nhanh quá cái bánh tráng nó không có vòng. Hơi bị thất bại là cái mấy cái rìa nó không có phồng lên lắm đó nha các bạn, là nó gãy. Chúng ta tắt lửa, chúng ta lấy nó ra. Mình làm hơi thất bại là cái bánh tráng không được đẹp. Chúng ta lấy ra nha các bạn. Các bạn ơi, visa cắt tóc mình xong rồi nè các bạn, mà mình làm nó không được đẹp nha các bạn. Đáng lẽ gì cái rìa này mình bỏ vô dầu nóng thì nó phùng lên, nó đẹp. Vì mình làm nó hơi thất bại. Các bạn thông cảm nha. Bây giờ thì tới cái giai đoạn mình bỏ tương cà vô đây, không biết mình bỏ như thế nào, chấm chấm hay là mình chấm chấm đi nha các bạn. Cháu mình có vẻ anh không thích ớt. Cái này là marjoram ca dịu nhẹ nè các bạn. Rồi, thế là có một buổi sáng thịnh soạn. Trong thời Covid có gì ăn nấy nha các bạn.